Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau trong tiết học âm nhạc lớp 1 với nội dung ôn tập hai bài hát Đàn gà con và Sắp đến Tết rồi. Các em hãy trả lời cho cô, bài hát Đàn gà con do ai sáng tác nào? Đây là một bài hát do một nhạc sĩ người Nga, Philip Meko, sáng tác phần nhạc và phần đặt lời Việt là nhạc sĩ Việt Anh. Còn bài hát Sắp đến Tết rồi là tác giả là ai? Đó là một ca khúc do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác. Và để học tốt nội dung này, các em hãy sử dụng vở âm nhạc lớp 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Và đi kèm là phần mềm Facebook. Đằng sau mỗi tập vở có mã số đi kèm. Các em sử dụng mã số và truy cập vào phần mềm Facebook để chúng ta cùng học nội dung này nhé. Bây giờ cô trò chúng ta bắt đầu vào tiết học. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung bài học ôn bài hát Đàn gà con. Trước tiên cô mời các em lắng nghe lại giai điệu của bài hát Đàn gà con. Đã được nghe lại giai điệu và cảm nhận nội dung ca từ của bài hát Đàn gà con. Bây giờ cô mời cả lớp chúng ta cùng hòa giọng với phần nhạc không lời. Đã thực hiện bài hát Đàn gà con một cách là sôi nổi, hào hứng và rất là nhiệt tình. Các em thật là đáng khen. Bây giờ chúng ta lại cùng nhau ôn tập bài hát Sắp đến Tết rồi nhé. Cô mời cả lớp chúng ta cùng lắng nghe lại giai điệu của bài hát Sắp đến Tết rồi. Chúng ta cùng nghe nào. Các em đã nghe lại giai điệu của bài hát Sắp đến Tết rồi. Và bây giờ cũng nhờ sự hỗ trợ của phần mềm Facebook, chúng ta cùng nhau hát lại bài hát qua phần giai điệu của bài hát không lời nhé.
Nhờ sự hỗ trợ của phần mềm Answerbook, các em có thể ôn luyện bài hát một cách là dễ dàng và các em tự tin thể hiện bài hát trước các bạn và cô để chúng ta cùng nhau có những cái phần trình diễn thật là đẹp mắt nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sang nội dung tiếp theo là bài tập thực hành. Với nội dung này, cô sẽ sử dụng phần mềm Answerbook để giúp các em. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau làm việc nhé. Nội dung bài tập số 1, em hãy điền tên tác giả của bài hát. A. Đàn gà con. Nhạc là do ai sáng tác? Đó là nhạc sĩ Philip Penko. Phần lời, nhạc sĩ Việt Anh sáng tác phần lời Việt. Bài hát sắp đến Tết rồi, do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác. Bây giờ chúng ta qua nội dung bài tập số 2. Em hãy cho biết những dự định của em khi Tết đến. Trong những ngày Tết sắp tới, các em có những dự định gì? Các em hãy điền vào ô trống này. Có thể vào phần hướng dẫn để xem phần gợi ý của phần mềm Facebook. Tết là một lễ hội lớn, tuổi thiếu nhi các em có nhiều niềm vui như được mặc áo quần mới này, mừng tuổi ông bà này, rồi được ăn bánh kẹo. Còn đối với các em thì Tết năm nay các em có những dự định gì để vui Tết cùng với ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè nào? Các em sẽ tự nêu vào cái ô trống mà phần mềm Facebook đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành nội dung bài học hôm nay. Như vậy là hôm nay cô trò chúng ta đã được ôn tập lại hai bài hát Đàn gà con và Sắp đến Tết rồi. Về nhà, các em có thể truy cập vào phần mềm Facebook để ôn tập lại cái phần biểu diễn cũng như là thực hiện hai bài hát thật nhuần nhuyễn, hát đúng lời ca, đúng giai điệu và tiết tấu. Tuần sau, các em sẽ được nghe giai điệu của bài hát quốc ca và các em sẽ được nghe một mẫu chuyện âm nhạc, đó là chuyện mẫu chuyện Truyền Nai Ngọc. Bây giờ, cô trò chúng ta tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé.